Đây là cuộc phỏng vấn về AutoCAD tại văn phòng nhãn khoa Eye Care Optometry tại Fountain Valley. Trước hết xin chị giới thiệu sơ qua về gia đình và tên tuổi của bé là AutoCAD ạ. Bé tên là Trần Phối và tôi là tên Trần Tuyết. Dạ, Phối năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Phối năm nay được 18 tuổi. Dạ, trước khi làm AutoCAD, gia đình có mối quan tâm, lo lắng gì không? Và cũng là quan tâm và lo lắng tại vì bé nó mỗi năm nó cứ mắt nó cứ lên độ hoài, thành ra gia đình rất là lo cho mắt của bé. Dạ, bây giờ có còn lo lắng không? Bây giờ thì không còn lo lắng nữa tại vì bé mắt bé bây giờ nó rất là tốt. Dạ, chị có biết độ cận thị của bé trước khi làm AutoCAD không? Trước khi làm AutoCAD thì mắt phải của bé là trừ 4 4.5, còn cái độ loạn thì trừ 0.75, còn mắt trái của bé là trừ 3 3 chấm, còn độ loạn là trừ 2 chấm. Dạ, độ loạn của bé vậy là cao ha. Dạ. Rồi bé đeo AutoCAD lens được bao lâu rồi? Bé đeo AutoCAD được khoảng 8 tháng. Dạ, sau đêm đầu tiên thị lực của bé có thay đổi không? Sau đêm đầu tiên thì thị lực của bé rất là tốt. Dạ, có cần đeo kính sau đêm đầu tiên không? Dạ cũng cần đeo kính nhưng mà nó đã xuống rất là nhiều. Dạ, hiện tại bé đọc được dòng nào trên bảng chữ? Hiện tại thì bé đọc được tất cả 20 trên 20. Dạ, làm sao chị biết ở đây có làm một thuốc hay? Tình cờ mình đọc qua báo Người Việt nên biết mình biết ở đây có làm AutoCAD. Dạ, chị có ý định giới thiệu thêm về phương pháp này cho người thân và bạn bè không? AutoCAD rất là tốt nên mình cũng muốn giới thiệu bạn bè và cả người thân của mình, nếu ai có con mà bị cận thì nên đến văn phòng bác sĩ Jim làm AutoCAD rất là tốt. Dạ, chị có thể nói thêm về những lợi ích cho bé sau khi làm AutoCAD không? Lợi ích cho bé sau khi làm AutoCAD thì rất là tốt, tại mắt bé bây giờ không còn đeo kính ban ngày nữa thì bé đọc được hết tất cả các chữ là 20 trên 20 rất là tốt. Đi bơi. Giờ đi bơi đồ bé cũng không có cần đeo kính nữa. Giờ bé chơi thể thao gì, môn gì cũng được. Dạ. Rồi trước khi kết thúc, chị có lời chia sẻ hay đóng góp gì với văn phòng và bác sĩ James Trương không? Trước khi kết thúc thì mình cũng xin đóng góp về trong phòng bác sĩ Trương là rất là nhiệt tình và làm cho các bé rất là tốt. Rồi, cảm ơn chị và bé. Dạ.